Cộng sản Việt Nam và Thái Lan tổ chức đối thoại chính sách quốc phòng. Thưa quý vị, theo như báo Nhân dân đưa tin chiều ngày thứ Năm 19 tháng 9, đối thoại chính sách quốc phòng Cộng sản Việt Nam và Thái Lan lần thứ ba diễn ra dưới sự chủ trì của Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Cộng sản Việt Nam và Đại tướng Nat Intracharoen, Thư ký Thường trực Bộ Quốc phòng Thái Lan. Ông Nguyễn Chí Vịnh đề nghị Bộ Quốc phòng Thái Lan ủng hộ Bộ Quốc phòng Cộng sản Việt Nam làm tốt vai trò đăng cai các hội nghị quốc phòng liên quan trong năm Chủ tịch ASEAN 2020. Đại tướng Nat Intracharoen cam kết ủng hộ và khẳng định rằng Thái Lan luôn mong muốn tăng cường hợp tác quốc phòng với Cộng sản Việt Nam và thúc đẩy mối quan hệ hợp tác song phương giữa hai nước. Tại đối thoại, hai bên thảo luận sâu rộng về các vấn đề an ninh khu vực và quốc tế, tác động lớn tới an ninh mỗi nước và hợp tác cộng đồng ASEAN, khu vực và thế giới. Trong đó nổi lên là cạnh tranh giữa các nước lớn, an ninh biển, các thách thức phi truyền thống như là khủng bố và tội phạm xuyên quốc gia. Đối thoại chính sách quốc phòng Cộng sản Việt Nam-Thái Lan là cơ chế thường niên nhằm thảo luận thống nhất các vấn đề về chiến lược và định hướng hợp tác quốc phòng giữa hai bên.